Thân chào các em học sinh khối 8. Để ôn lại kiến thức ở bài vận tốc, chúng ta hãy lần lượt trả lời các câu hỏi mà cô đã đặt ra ở cuối bài học ngày hôm trước. Câu hỏi thứ nhất, để biết được vật này chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn vật kia, ta đi so sánh vận tốc của các vật. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì chuyển động nhanh hơn và ngược lại. Muốn biết máy bay chuyển động nhanh hơn tàu hỏa bao nhiêu lần, ta lấy vận tốc của máy bay chia cho vận tốc của tàu hỏa, ta sẽ biết được điều đó. Sang câu hỏi 2, ta phải dựa vào số đo vận tốc của ánh sáng V bằng 300.000 km trên giây. Hiểu, trong một giây, ánh sáng đi được quãng đường là 300.000 km. Đây chính là quãng đường đi được trong một giây dài nhất so với các vật khác trong vũ trụ. Đối với câu 3, ta dùng kiến thức vật lý mới học để giải thích hiện tượng trong tự nhiên. Tại sao có sét xuất hiện, ta nhìn thấy tia chớp rồi mới nghe được tiếng sấm? Do vận tốc của ánh sáng là 300.000 km trên giây, vận tốc của âm thanh là 340 m trên giây. Vì vậy, vận tốc của ánh sáng lớn hơn vận tốc của âm thanh. Trong một giây, ánh sáng truyền được quãng đường là 300.000 km. Trong khi đó, trong một giây, âm thanh chỉ truyền được quãng đường là 340 m. Vì vậy, ánh sáng chính là cái tia chớp á, nó chuyển động nhanh hơn âm thanh, đó chính là tiếng sấm. Tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giảng cho các em nghe bài 3 chuyển động đều và chuyển động không đều. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu mối liên hệ giữa vận tốc và tính chất của chuyển động. Đây là hình ảnh mô tả chuyển động của một xe máy. Bảng 3.1 ghi lại kết quả quãng đường và thời gian chuyển động của xe máy đó. Bây giờ các em hãy đi tính vận tốc của xe máy trên từng đoạn đường nhỏ AB, BC, CD và DE. Các em đã biết muốn tính được vận tốc, ta lấy chiều dài quãng đường chia cho thời gian chuyển động. Vì vậy, ta sẽ lấy 30 m chia cho 2 giây. Vậy vận tốc của từng đoạn đường sẽ là 15 m trên giây. Các em có nhận xét gì về độ lớn vận tốc của xe trên từng đoạn đường nhỏ đó? Ta thấy từng đoạn đường nhỏ vận tốc đều là có giá trị 15 m trên giây. Vậy độ lớn của vận tốc không thay đổi theo thời gian. Chuyển động của xe máy trong trường hợp này người ta gọi đó là chuyển động đều. Hình ảnh tiếp theo mô tả chuyển động của xe máy thứ hai ở trên đường. Bảng 3.2 ghi lại kết quả quãng đường và thời gian chuyển động của xe máy thứ hai. Các em cũng đi tính vận tốc của xe máy trên từng đoạn đường nhỏ AB, BC, CD và DE. Tương tự như ở ví dụ 1, ta dễ dàng tìm được vận tốc trên từng đoạn đường nhỏ. Trên đoạn đường AB, vận tốc là 1,5 m trên giây. Đoạn đường BC, vận tốc là 2 m trên giây. Tiếp theo là 5 m trên giây và 8 m trên giây. Các em có nhận xét gì về độ lớn vận tốc của xe trên các đoạn đường nhỏ? Chúng ta quan sát và rất dễ dàng nhận thấy rằng các số đo vận tốc nó thay đổi. Vậy, độ lớn vận tốc đã thay đổi theo thời gian. Chuyển động của xe máy thứ hai, người ta nói nó là chuyển động không đều. Qua hai ví dụ trên, các em đã hiểu rõ thế nào là chuyển động đều và thế nào là chuyển động không đều. Hai chuyển động đó được định nghĩa như sau. Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Trong câu C2, các em hãy cho biết chuyển động nào sau đây là chuyển động đều, chuyển động nào là chuyển động không đều. Thứ nhất, chuyển động của cánh quạt đang quay ổn định. Khi dòng điện đã ổn định rồi, thì chuyển động của cánh quạt là chuyển động đều. Chuyển động của xe đạp đang xuống dốc là chuyển động không đều. Vì càng xuống cuối dốc, xe đạp chuyển động càng nhanh. Chuyển động của ô tô bắt đầu khởi hành là chuyển động không đều. Vì theo thời gian, vận tốc của ô tô tăng lên, càng lúc ô tô chuyển động càng nhanh. Chuyển động của tàu hỏa về sân ga là chuyển động không đều. Vì
đó, vận tốc của tàu hỏa giảm dần, tàu hỏa chuyển động chậm dần và dừng hẳn ở sân ga. Các em tham khảo thêm một số ví dụ thực tế về chuyển động đều và chuyển động không đều. Ví dụ về chuyển động đều, chuyển động của máy bay khi bay ổn định, chuyển động của đầu kim đồng hồ khi đồng hồ chạy tốt, hoặc chuyển động của xe máy khi giữ tay ga ổn định. Đối với chuyển động không đều thì có một số ví dụ sau đây: chuyển động của học sinh khi đến trường, chuyển động của vận động viên đua xe đạp, chuyển động của trái banh trên mặt đất. Các em thấy trong hai chuyển động thì ta rất dễ dàng lấy ví dụ về chuyển động không đều, vì ta hay thường gặp trong thực tế chuyển động không đều nhiều hơn. Các vật trong tự nhiên hầu hết là chuyển động không đều. Nếu kim chỉ thị trên tốc kế luôn ở một vị trí không đổi thì ô tô, xe máy chuyển động đều. Còn nếu kim chỉ thị trên tốc kế liên tục quay, liên tục thay đổi thì cho ta biết ô tô và xe máy chuyển động không đều. Vận tốc của chuyển động không đều được gọi là vận tốc trung bình. Ở bài trước các em đã biết, muốn tìm được vận tốc ta lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi. Vì vậy công thức tính vận tốc trung bình cũng thế, V trung bình bằng S chia T, trong đó S cũng là quãng đường đi được, đơn vị là mét và km giống hệt bài trước. T là thời gian đi hết quãng đường đó, đơn vị là giây và giờ. V trung bình là vận tốc trung bình, đơn vị cũng có hai đơn vị hợp pháp, đó là mét trên giây và km trên giờ. Từ công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều, ta có thể suy ra hai công thức tính quãng đường và thời gian. Quãng đường S bằng V trung bình nhân T, thời gian T sẽ bằng S chia V trung bình. Cô lưu ý các em, do vận tốc trung bình của chuyển động không đều thay đổi theo thời gian, vì vậy trên những quãng đường khác nhau thì độ lớn vận tốc có thể là khác nhau. Nên khi các em trả lời, các em phải nêu rõ vận tốc trung bình trên quãng đường cụ thể nào. Có hai lưu ý sau: nếu vật đi nhiều quãng đường thì công thức tính vận tốc trung bình, V trung bình sẽ bằng S1 cộng S2 cộng S3 cộng vân vân trên T1 cộng T2 cộng T3 vân vân. Có nghĩa là các em phải lấy tổng quãng đường chia cho tổng thời gian đi. Cái quan sát trên màn hình các em thấy công thức số 1 khác với công thức số 2. Công thức số 1 là vận tốc trung bình, công thức số 2 là trung bình cộng của các vận tốc. Vì vậy, cái chú ý thứ hai cô muốn lưu ý các bạn, đó là vận tốc trung bình không phải là trung bình cộng của các vận tốc. Chúng ta vừa kết thúc xong phần lý thuyết, bây giờ sang phần vận dụng. Câu C4: chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay không đều? Tại sao? Khi nói ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào? Thì chúng ta đã biết rồi. Khi mà ô tô chuyển động với quãng đường dài như vậy thì chuyển động của ô tô chắc chắn là chuyển động không đều, vì có lúc ô tô chạy nhanh, có lúc ô tô chạy chậm, vận tốc thay đổi theo thời gian. Vậy 50 km/h là ta nói tới vận tốc trung bình của ô tô. C5: một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30 giây. Khi hết dốc, xe lăn trên quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24 giây rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường. Các em quan sát sơ đồ và phần tóm tắt. Bài tập cho biết độ dài hai quãng đường tương ứng với thời gian đi trên từng quãng đường. Cô đã lưu ý với các em, đối với chuyển động không đều, vận tốc trung bình có thể thay đổi theo thời gian trên các quãng đường khác nhau, thì giá trị vận tốc trung bình có thể là khác nhau. Vì vậy khi làm bài chúng ta phải ghi rõ vận tốc trung bình trên quãng đường cụ thể nào. Câu thứ nhất, vận tốc trung bình trên quãng đường dốc, áp dụng công thức V trung bình đối với quãng đường dốc, ta phải tương ứng với chiều dài và thời gian đi trên quãng đường dốc. Ta tính được V trung bình 1 bằng S1 chia T1 bằng 120 chia 30 bằng 4 m/s. Tương tự vậy, ta tính vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang, cũng áp dụng công thức V trung bình tương ứng trên quãng đường số 2 thì phải là S2 chia cho T2
lấy 60 chia 24 bằng 2,5 mét trên giây. Câu cuối cùng, tính vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường, ta không thể cộng hai cái vận tốc trung bình lại chia đôi được, mà chúng ta phải làm theo công thức. Muốn tìm vận tốc trung bình, ta cộng các quãng đường lại chia cho tổng thời gian, lấy 120 cộng 60 chia cho 30 giây cộng 24 giây, đáp số. Con số này chia lẻ, ta lấy số gần đúng bằng 3,3 mét trên giây. Ví dụ 3, cô cho khác với C6 trong sách giáo khoa, hơi khó hơn một chút. Một ô tô chạy trên quãng đường AB dài 72 km, trên nửa quãng đường đầu, xe chạy trong thời gian 45 phút. Câu A, tính vận tốc của xe trong nửa quãng đường đầu. Câu B, trên nửa quãng đường sau, xe chạy với vận tốc 30 km/h, hãy tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường AB. Trước tiên, các em cũng phải ghi tóm tắt đầu bài. Chiều dài cả quãng đường S bằng 72 km, thời gian đi trên nửa đoạn đường đầu bằng 45 phút. Ta phải đổi sang đơn vị là giờ. Cách đổi các em biết rồi, lấy 45 chia 60. Còn nếu bài tập mà cho đơn vị quãng đường là mét, thì các em để thời gian sẽ là đơn vị giây. Vận tốc trên đoạn đường thứ 2, V2 bằng 30 km/h. Để đi tính được câu A, thì trước tiên các em phải tìm độ dài nửa quãng đường, lấy 72 chia 2 chia ra, tìm được 36 km là chiều dài nửa quãng đường. Muốn tính được vận tốc của xe trên nửa quãng đường đầu, ta áp dụng công thức V bằng S trên T. Lưu ý là vận tốc nào thì ứng với quãng đường và thời gian đó. Ta lấy 36 chia cho 0,75 bằng 48 km/h. Câu B, bài tập yêu cầu tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB, thì áp dụng công thức tính vận tốc trung bình, ta phải biết được chiều dài quãng đường AB và thời gian đi hết quãng đường AB. Chiều dài quãng đường AB chúng ta biết rồi là 72 km, nhưng thời gian đi hết quãng đường AB chúng ta chưa biết, mới biết được thời gian đi ở nửa đoạn đường đầu. Vậy ta phải đi tìm tiếp thời gian đi nửa đoạn đường sau. Thời gian đi nửa đoạn đằng sau, áp dụng công thức T2 bằng S2 chia V2, lấy 36 chia cho 30 thì bằng 1,2 giờ. Vậy đến đây ta đã tính được vận tốc trung bình trên quãng đường AB rồi. Ta áp dụng công thức V trung bình bằng S chia cho T1 cộng T2, lấy 72 chia 0,75 cộng 1,2, đáp số, con số gần đúng 36,9 km/h. Cô củng cố lại kiến thức bài học ngày hôm nay. Chuyển động được phân thành hai loại, đó là chuyển động đều và chuyển động không đều. Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Còn chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Trong cuộc sống hàng ngày, ta gặp chuyển động không đều nhiều hơn. Đối với chuyển động không đều, các em hiểu là có thể vật chuyển động nhanh, có thể vật chuyển động chậm, hoặc vật có thể chuyển động nhanh dần lên, ví dụ như một vật đang rơi tự do từ trên xuống, hoặc cũng có thể một vật đang chuyển động chậm dần đi. Công thức tính vận tốc của chuyển động đều ta tính bằng V bằng S chia T. Còn đối với chuyển động không đều, vận tốc thay đổi ta có, đó là vận tốc trung bình, được tính theo công thức V trung bình bằng S chia T. Còn nếu có nhiều quãng đường thì ta áp dụng công thức V trung bình bằng tổng tất cả quãng đường cộng lại chia cho tổng thời gian đi. Các em chép bài, học bài và làm bài tập trong file Word. Bài học tuần sau, đó là tiết bài tập, cô sẽ kiểm tra 15 phút kiến thức ở 3 bài, bài 1, bài 2, bài 3. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt các em.